tất cả mọi người. Em là Nguyễn Tuyết Hậu, em ở Đà Lạt. Trước đây thì em làm ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng. Em đến với cái công việc Oriflame này thì rất là tình cờ. Cái quan trọng nhất đó là do em rất là yêu thích cái sản phẩm của công ty, và em đã sử dụng cái sản phẩm, cái dòng mỹ phẩm của công ty là từ năm 2005 rồi. Và sau này thì em cũng biết đến cái dòng dinh dưỡng của công ty, nó rất là tốt, và em bắt đầu sử dụng cho cả gia đình của em. Và em đặc biệt là yêu thích nó, nó tăng cường sức khỏe cho gia đình. Thì em có ba cái câu chuyện về cái việc mà em sử dụng cái sản phẩm Wellness sách đối với gia đình của em. Bởi vì gia đình của em có ba người, hai vợ chồng em với một cô con gái nhỏ. Thì ba người lại sử dụng cái sản phẩm này với ba cái mục đích khác nhau. Dạ. Trong cái thời gian mà đầu tiên á, là em sử dụng cái sản phẩm này cho con gái của em. Cô bé thì 10 tuổi, em công việc của em thì rất là bận rộn. Em đi làm thì thường là buổi trưa 12 giờ em mới đón bé. Rồi buổi chiều khi 5 rưỡi 6 giờ. Thế thì cái giờ đó thì bé rất là đói, rất là mệt. Xong rồi cái về có những hôm về bé chia sẻ thì em thấy rất là tội. Nó là mẹ ơi, con đói bụng quá, một cái cặp của con á nặng quá, nó chì con xuống, cái phần con ngồi bên xuống dưới đất vậy đó. Thế xong cái rồi con lết vậy ạ. Nhưng mà bỗng từ xa con nhìn thấy đồ ăn, em rất là ngạc nhiên. Em hỏi là ủa chứ thế con nhìn thấy đồ ăn gì? Thế nói là con nhìn thấy bạn có đồ ăn á, thế là con bỏ cặp của con á, con chạy xuống con xin bạn. Nói bạn ơi cho mình một miếng. Thế xong rồi khi mà em nghe đến cái câu chuyện như thế thì em cảm thấy nó rất là xót xa vì cái công việc của mình á. Tức là mình đã không có chăm sóc được cho con của mình. Thế thì khi mà em biết được cái dòng sản phẩm này ấy, thì em đã sử dụng cho con của em. Bởi vì em biết rằng là nó có cái hàm lượng cái chỉ số AG rất là thấp, nhưng mà cái khả năng mà duy trì năng lượng cho cái cơ thể hoạt động ấy, nó lại rất là lâu. Chính vì vậy cho nên là sau khi mà bé ăn sáng xong thì em có pha một ly cho bé uống. Và khi mà cái tuần đầu tiên em có hỏi con em là thế, con bữa nay thì con thấy thế nào, thì cô bé có nói là con thấy khỏe lắm mẹ, con không có đói bụng nữa. Thế thì em duy trì cái chế độ đó cho bé nhà em suốt cái thời gian đó, và bé đã tăng cân. Và cái quan trọng nhất đó là bé cảm giác là rất là khỏe mạnh. Mỗi lần mà em đón bé về thì bé không còn cái cảm giác mệt mỏi nữa. Thế thì sau đó thì em có sử dụng cái sản phẩm này cho ông xã của em. Thì do cái lý do là công việc, cho nên là ông xã em thường xuyên phải đi tiếp khách, phải uống rượu. Thế thì sau khi mà anh về anh không ăn uống được gì á, thì em có pha cho anh ấy để anh ấy uống. Thì sau một vài lần á, khi mà anh ấy uống thì anh ấy thấy là nó rất là khỏe mạnh. Như trước đây mỗi lần anh đi tiếp khách về như vậy thì buổi sáng anh không có ăn uống gì hết, chỉ có uống nước lọc không à. Có đi ăn phở uống gì cũng chỉ uống được lấy nước thôi, không ăn được, rất là mệt mỏi. Thì sau khi được sử dụng thì anh cảm thấy là cái cơ thể nó rất là khỏe mạnh và anh không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Thì anh đề nghị em là em pha cho anh uống thường xuyên. Thì em thấy cái vấn đề mà tăng cường cái sức khỏe cho gia đình đó, thì như thế là em thấy rất là tốt. Thế đấy là cái câu chuyện của ông xã em và con gái em. Còn với em cũng một cái câu chuyện về cái sản phẩm Wellness Sack này, nhưng mà nó lại hoàn toàn ngược lại so với cái việc mà để tăng cường sức khỏe cho ông xã em và con gái em. Nó là em có sử dụng cái sản phẩm này cho cái mục đích là giảm cân. Thực tế thì em cũng cân nặng của em cũng không phải đến quá mức là thừa cân. Tuy nhiên thì trong một cái đợt tháng 3 vừa rồi, công ty cũng có
một cái chuyến du lịch, một cái hội nghị ở Đà Nẵng. Thế thì em là người được tham gia. Thì khi mà các bạn, các chị ở trong công ty mới nói là thôi mình sẽ có cái quy định là mặc đầm dạ hội để cho đẹp. Thế thì em đi tìm chắc là Lạt là em chỉ có tìm được duy nhất một cái bộ đầm dạ hội mà nó có cái màu vàng đồng giống như mọi người. Thế thì khi mà em thử thì nó chật căng, chật cứng, em không có được. Thế xong cái nhưng mà không có cái sự lựa chọn khác, tại vì nó chỉ có một cái đầm đó thôi mà em rất là thích. Thế là em nghĩ là ủa sao mình không sử dụng ngay sản phẩm của công ty mình, hồi giờ rất là tốt như thế, mình sử dụng với cái mục đích giảm cân đi. Thế là em quyết định là em mua cái đầm đó về. Em mua về và em bắt đầu thực hiện cái chế độ giảm cân. Và em nhớ là cái hôm đấy là cái ngày mùng 2 tháng 3, là cái ngày mà đầu tiên em thực hiện cái chế độ giảm cân với cái Wellness này. Và đến khi mà đi dự cái hội nghị của công ty đó là cái ngày 22 tháng 3. Và em đã giảm được cân và em mặc vừa cái đầm dạ hội và rất là đẹp và được rất là nhiều người khen. Thì đấy cũng là cái niềm vui và cái đó cũng là cái mà em thấy là cùng với một cái sản phẩm này, tuy rất là nhiều người họ rất là thắc mắc bởi vì sao một cùng một cái sản phẩm mà lại có thể sử dụng được với những cái mục đích khác nhau, tăng cân cũng được, giảm cân cũng được, hay là duy trì cái thể trạng cũng được. Thì cái câu chuyện của gia đình em nó đã chứng minh được tất cả những cái tác dụng đó. Do em, cái tính của em khi mà em sử dụng một cái sản phẩm gì thì em nghiên cứu rất là kỹ về nó. Thế thì trước khi mà sử dụng cái sản phẩm này, em có tìm hiểu về cái nguồn gốc để có được cái sản phẩm này nó như thế nào. Thế thì em thấy rằng là cái sản phẩm này là được sáng chế ra bởi giáo sư Stichstein, là một cái giáo sư bác sĩ người Thụy Điển, và ông là một cái bác sĩ phẫu thuật chuyên ngành về tim và phổi. Thế thì tức là cái bệnh nhân của ông là những cái người mà có sức khỏe rất là yếu. Ông, những cái người đó cần phải có được cái sức khỏe tốt để có thể phẫu thuật được. Bởi vì những cái người bị bệnh tim á, thì trước khi phẫu thuật nếu như mà sức khỏe không tốt thì chắc chắn là sẽ không phẫu thuật được rồi. Thế thì ông đã mất 8 năm cùng với cả cộng sự để nghiên cứu ra cái công thức, một cái công thức dinh dưỡng để phục vụ cho cái đối tượng đầu tiên đó là bệnh nhân của ông á. Và sau khi mà ông thử nghiệm cho những bệnh nhân của ông thì cái kết quả rất là tốt. Và kể cả những người mà trước khi phẫu thuật với những người sau khi phẫu thuật nữa thì cái sức khỏe rất là tốt, cái kết quả rất là khả quan. Thì cái sản phẩm này nó lại có cái đặc biệt, đó là cái hàm lượng protein đó, nó rất là cao và được chiết xuất từ đa nguồn đó. Nó từ trứng này, từ sữa và từ đậu của Hà Lan. So với một số các cái sản phẩm khác mà em có tìm hiểu thì người ta là chỉ có hai nguồn thôi, nhưng mà với sản phẩm này thì có những ba nguồn lận, và thêm vào đó thì lại còn có bổ sung thêm chất xơ là từ táo xanh. Và táo xanh này là một cái loại trái mà rất là tốt, và đối với những người mà có cái chế độ cần phải giảm cân thì người ta khuyên mình là cần phải ăn táo xanh. Thì em thấy là như vậy cũng rất là ok, rất là ổn. Rồi thêm nữa bổ sung một số các cái chất xơ khác như là từ quả lựu, từ trái cẩm xuân, thì nó giúp cho cái khả năng mà phục hồi các cái mô bị tổn thương. Chính vì vậy khi mà em tìm hiểu thì em thấy rằng là cái sản phẩm này nó rất là tốt, và đặc biệt là nó duy trì cái khả năng tập trung của người bình thường khi mà cần phải làm việc căng thẳng. Như là trước đây khi mà em, cái công việc của em thì em phải làm việc với cái cường độ rất là cao, thì em thấy rằng là rất là ok, rất là ổn. Thế và khi mà em thực tế em sử dụng cho gia đình của mình thì em thấy là nó rất là tốt như vậy. Chính vì vậy cho nên là em khuyên mọi người hãy trải nghiệm đi. Cái sản phẩm này thì đối tượng nào cũng có thể sử dụng được. Sau khi mà em đã trải nghiệm cho gia đình nhỏ của em thì em đã tặng cho bố mẹ của em, bố mẹ đẻ của em bộ sản phẩm này, và bây giờ thì bố mẹ của em đã sử dụng hàng ngày với bộ sản phẩm sách này. Và với bố em thì bố em có sử dụng thêm cái này,
Bởi vì bố em là bị cái bệnh là nó đau cái vai gáy. Và em có tìm hiểu thì trong cái sản phẩm này nó cũng rất là tốt. Bởi vì trong đây nó có 4 cái viên. Một cái gói như này nó có 4 viên. Thì có một cái viên này đó là cái viên mà vitamin và khoáng chất. Thế thì thực tế cái cơ thể của mình khi mà mình ăn uống hàng ngày thì cũng không thể nào mà bổ sung được đầy đủ các cái vitamin và khoáng chất được. Bởi vì do là mình không thể nào mà mình ăn được tất cả các cái loại thức ăn để có thể được cung cấp đủ các cái dưỡng chất như vậy. Chính vì vậy cho nên là cái viên này nó bổ sung cho mình. Rồi trong đây nó có hai viên là viên omega 3. Thì cái hai cái viên này nó có rất là nhiều cái tác dụng, và đặc biệt đó là nó hỗ trợ cho cái việc tuần hoàn tim mạch, rồi tăng cường trí nhớ, rồi sáng mắt đó. Và đặc biệt là đối với những phụ nữ mang thai thì hai cái viên này cũng rất là tốt đó. Và trong này nó có một cái viên đặc biệt hơn nữa, đó là cái viên tảo nâu. Cái chất xuất của nó là astaxanthin, và em có tìm hiểu thì cái astaxanthin này nó có rất là nhiều tác dụng, và đặc biệt là cái khả năng chống oxy hóa của nó thì nó cao hơn gấp 550 lần so với vitamin E và gấp 1000 lần so với vitamin C. Thì với cái khả năng là chống oxy hóa cao như vậy thì đây là một trong những cái chất mà nó có cái khả năng hạn chế cái việc mà hình thành các cái tế bào ung thư trong cơ thể. Và em thấy rằng nếu như mình sử dụng thường xuyên thì có thể sẽ hạn chế được cái vấn đề là ung thư trong cơ thể mình. Và ngoài cái việc như thế thì em còn biết rằng cái astaxanthin này nó có cái khả năng là nó sẽ thúc đẩy cái việc mà làm lành các cái mô bị tổn thương. Dạ. Thế thì đấy em cũng có tìm hiểu thêm, và em có đặt thêm một cái trang của ngoài, tức là khi mà em tìm thì em thấy nó là đánh cái chữ astaxanthin lên á, thì thấy cái trang của tiếng Anh thì em còn thấy nó có một cái tác dụng nữa, đó là nó tăng cường khả năng sinh sản của người đàn ông. Thế thì trước đây khi mà nghe một số bạn trong công ty có chia sẻ là hai bạn nó hiếm muộn, nhưng mà sau khi sử dụng cái này thì có con, thì lúc đấy em cũng chỉ nghe là biết là như vậy thôi. Nhưng mà từ khi mà em đọc được cái thông tin đó, nó vỡ òa ra. Tức là em thì thường là cái gì em cũng muốn là nó có một cái minh chứng rõ ràng. Thế thì em cứ vỡ òa ra, em bảo à đúng rồi, như vậy là các bạn ấy sử dụng cái này là đúng là bạn ấy hiếm muộn xong rồi bạn có con đó. Thì đấy em thấy rằng nó rất là tốt như thế. Cho nên là em có hiện nay là cả gia đình em đã sử dụng. Tại em khuyên mọi người là hãy nên sử dụng sản phẩm Wellness này để tăng cường cái sức khỏe.